VietnamSide kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay VietnamSide vừa lên nhà vườn Nhật Cường của Loan Đông Anh để dự cái bàn giao cây cảnh của các tỉnh về cho nhà vườn. Thì đi ra với vườn của em Quốc Anh tại Đông Anh chia sẻ quý vị các bạn một số phôi và tác phẩm đang có mặt tại vườn ở đây cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Nói về phôi thì mỗi một ngày một khác quý vị ạ. Vì nuôi hàng ngày nó sẽ lớn lên, dài ra và được các nghệ nhân chăm sóc rất là tỉ mỉ. Nên tại sao anh em cũng hay tư duy mua phôi là vì vậy. Vì được cái sự chăm sóc, được sự thay đổi và nó luôn là nó có công quý vị ạ, nhiều hơn với những cây hoàn thiện. Nên tại sao anh em trong lĩnh vực cây cảnh cũng hay giao lưu những cái phôi để chúng ta nuôi. Đây một cái phôi em Quốc Anh mới mua về cái này. Rất già quý vị ạ. Này đang bị nước thôi, thực chất là rất vàng quý vị nhé. Những cái đường chạy chuyển xuống như quý vị này mà già lắm quý vị nhé. Rất già. Khi mà những cái vết cắt này nó mịn đi quý vị ạ, thì đây thành một cái tay, một cái thân nó vòng xuống để nó hóa, cắt giật cực nhiều, chuyển tiếp thân. Ok luôn quý vị nhá. VietnamSide đang chờ một chút để anh Thinh Chọc Thái Bình giao lưu một cái phôi tại vườn. Tí nữa quý vị chuẩn bị VietnamSide chia sẻ. Đang đàm đạo về giá quý vị ạ. Đang đàm đạo về giá đấy. Một cốt rất quý quý vị này. Trước đây là một cái cây to lắm đấy quý vị ạ. To lắm luôn đấy. Mà anh em quyết định hạ xuống thành cây đâm lùn. Một cái sự táo bạo của đường lối mới. Kinh khủng quý vị. Một cốt phôi rất là quý. Cái này em Quốc Anh mới bắt về. Chân bệ VietnamSide thật sự là rất thích cái bộ chân bệ như thế này. Già khô quý vị ạ, chân bệ cũng rất là khô rồi. Tiếp thân quá ok luôn quý vị nhá. Của thân vòng vẫn ở đây. Nó xa ra nó có thoáng để nó có chỗ để diễn bông quý vị ạ. Nên là cắt đây đi là hợp lý. Với video sai thì rất hợp lý. Cái này nó lên đây nó khép, nó sẽ bị vốc của hai cái thân này với nhau để làm bông rất khó. Nên anh em quyết định chuyển tiếp thân ra đây là quá ok luôn. Cá nhân video sai đi hay đi quay là cũng được các nhà vườn với nghệ nhân chia sẻ. Phôi ở bên cạnh đây VietnamSide tín chia sẻ quý vị ấy, là em Quốc Anh bán đi cho một người anh gần đây. Và giờ anh Thinh Trọng Thái Bình lên đây lại thích và muốn giao lưu lại. Thì em Quốc Anh đã gọi chủ mới đó ra để xem bàn bạc với nhau có giao lưu được không. Đây quý vị này, cái phôi đề này. Quý vị chờ một chút xem có giao lưu được không nha. Đang làm giá trong nhà quý vị ạ. Cốt này cũng được cắt giật nhiều lần.
Có video sai đây. Đang... xong chưa? À xong rồi à? Tuyệt vời anh. Em đang quay. Chúc mừng anh Trinh. Em chào anh ạ. Một người anh ở Thái Bình. Vậy là xong rồi chứ anh? Anh ơi anh cứ buộc khẩu trang ra cũng được ạ. Chúc mừng hai anh bằng tuổi nhau đúng không ạ? Rồi, vâng, chúc mừng hai anh nhá. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn anh Quốc đã dành tác phẩm của anh rồi. Mà anh ơi. Anh ơi. Đây xem nào, tay ba anh em cái này. Đấy, người chứng kiến, người đó, chứng kiến. Vương cái. Chúng ta có vướng cái gì kìa? Vướng mỗi cái việc là thiếu tình cảm và ân tình của cuộc sống này. Ok. Anh chào anh nhá. Anh nhìn đây anh ơi. Đấy đúng rồi. Cảm ơn bạn nhá. Nhìn đây anh Trinh ơi. Nhìn đây. Rồi. Chúng ta bỏ đi. Rồi em quay rồi ạ. Chúc mừng hai anh ạ. À, chào. Tuyệt vời, chúc mừng anh Trinh. Quốc Quý đã về với đất Thái Bình. Một người anh rất đam mê cây cảnh và có tâm trong cái làng nghề này. Đấy các bạn thấy không, mua cây nó phải sướng lại, mua cây nó phải cười tươi. Mà người bán cũng phải tươi. Đấy mới là cái nền chơi cây cảnh của Việt Nam mình. Chào anh em nhá. Chốt rồi, chốt cái này rồi. Tuyệt vời quá. Đúng như người ta hay nói anh Thinh nhỉ, không mua thì lấy gì mà bán anh Thinh. Không mua lấy gì mà bán. Thì em thấy cái anh bán kia hơi buồn sao anh ạ? Anh bán anh hơi buồn. Bán vô tư mà. Đấy ạ. Em vô tư là anh chưa biết rồi. Vâng, em sợ anh lại buồn. Trong anh em mình có cây cối bán cây thì biết người ta mới cơ hội được nó. Vâng. Đúng không? Nhất trí vâng. Đôi khi phải thế. À, tuyệt vời. Hai anh em bằng chuyện nhau. Thế thiết thì mới có giá trị. Và dành cái tình cảm đặc biệt cho nhau. Thì lấy con của anh về 1 tỷ 1 thì bán cho nhặt luôn tiếc. Thật sự có những cái tiếc thì người ta mới anh em mới đến. Ông em cứ đè ra 9 rưỡi đêm nguồn điện cũng đè ra mình lấy cái này chịu chiều ông em. À, ok anh, chúc mừng anh ạ. Em làm việc không sai. Vâng, ok anh. Tuyệt vời, chúc mừng anh. Cái khung này sau xếp bóng tuyệt vời đấy cả. Nó dễ xếp bóng. Vâng, nó dễ xếp. Vâng, định hết rồi. Vâng. Tuyệt vời. Đấy, VM Sai vừa được chứng kiến cái bắt tay của hai người bằng tuổi. Nhưng mà chúc mừng nhiều nhất vẫn là anh Thinh ở Hải Phòng, à ở Thái Bình. Đã mang Cốt Quý về được đất Thái Bình. VM Sai tiếp tục cái chia sẻ với quý vị mấy cái phôi bên cạnh này nữa. Anh xin lên nổ cái gì để em quay nhá. Anh nổ đây em quay ạ. Đấy, anh nổ luôn cái này em quay ạ. Đấy. Cháy hết rồi à? Cháy nó mới đẹp. Chập giữa lửa luôn. Đinh ngay. Quốc anh ơi. Đấy. Đang gọi ấm ầm quý vị ạ. Xuống thế. Chập giữa nổ luôn đi. Bố cháu không tin ngay. Có VM Sai bỏ qua những cái đang đàm giá quý vị nhá. VM Sai chia sẻ tiếp những cái phôi tại vườn Cung Anh ở Đông Anh cho quý vị chứng kiến. Mỗi một ngày nó khác quý vị ạ. Toàn phôi quý. Hôm nay mới quý quý vị này. VM Sai thích lắm rồi. Nhưng vừa rồi hỏi giá thì thật sự VM Sai chưa đủ tiền mua, nói thẳng là như thế, chưa đủ tiền mua những cái phôi như thế này. Còn thích thì thích lắm rồi các bạn. Chênh nhau vài trăm triệu đấy các bạn. Một cực quý thôi. Thank you.
biết. Rồi. Dã man. Cái này là anh còn mua của anh nhà 320 triệu lâu lắm rồi, cả cái đá có bao nhiêu anh biết. Đá thì vỡ rồi thì con thì không tính. Cái đá đấy em mua một cây không còn dài để đá cũng được. Nhưng để đá này nó vỡ rồi em không cần phải đá. Giả rồi. Em ở chúc mừng hai anh em nhá. Sự yêu thương mà anh dành cho anh em nhà vườn luôn muốn anh em Vân Chỉ nhá. Em tên là gì và đâu nhỉ? Em Luân ở nhà vườn anh em Trần Lâm. À, Vân Chỉ. Chắc lộc quá tải. Chúc mừng nhá, chúc mừng anh em nhá. Có cái bể đá này 5 triệu. Có anh lại lấy lại anh em. Chúc mừng hai anh em nhá. Em là ở đâu nhỉ? Em ở Hữu Bằng ạ. Hữu Bằng Nguyễn, Hữu Bằng Nguyễn. À, Hữu Bằng, ok. Em lấy cả hai cây luôn à? Vậy sao bắt tay kia luôn? Ui giời, video sai vừa chia sẻ một cái nổ rầm rầm quý vị ạ. Hôm nay là một ngày rất đẹp của cái tháng chạp này. Hai con rồi, tháng rồi. Tháng rồi. Tháng rồi. Rồi, rồi, chúc mừng hai anh em nhá. Ok. Cây như nào thì video sai chia sẻ kỹ rồi. Anh em ngoài bán tài khoản ra còn giao tiền trực tiếp với mình. Rồi. Đây vui quá quý vị ạ, anh Thịnh sửa luôn. Đấy. Đây gọi là đánh là... đánh dấu nó là cây của mình, đúng không ạ? Mất tiền mua hết đúng. mất cái tiền mua mâm thì đâm nữa thủng anh ạ. Vô bảo như vậy. Rồi, cảm ơn Hoàng Đình Thiệp đã cho VNSai được tác nghiệp tại vườn nhà Quốc Anh. VNSai cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi với ông Sai chia sẻ. Còn qua có một chút lời tâm sự với ông Sai thì cũng mong quý vị giúp với ông Sai đăng ký kênh và chia sẻ cho ông Sai một chút để lấy cái động lực đi quay tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều.